Cái gì thì xếp như vậy á, là khoảng năm từ một cuốn sách như vậy nó khoảng năm giờ tới lúc nó quay hai quality rồi. Một kỳ mà đánh dài dài là cái thẻ người đi phóng viên là không đủ á. Vũ giao bóng 2-1. Wow. 3. Wow. Sáu một. Đây chủ Bùi Thiên Vũ sử dụng mặt gai tấn công voi răng. 26. Nhiều quá. 6. Này, ơi. 2. 4. Bốn tám. Bốn chín. Oh. Và giữa Trương Hữu Trọng và Bùi Thiên Vũ. Vũ giao bóng không đều. Lấy từ lúc mà nó đến giờ lại bắt được. Quả trái của Bùi Thiên Vũ 2. Hai đều. Rất hay. Dán lên em ơi. 2-3. Quá hạch 4. Bảy bốn. Bốn chín. Mười bốn. 10-5. Cả đá bóng rất thẳng và Bùi Thiên Vũ sau 2 set đầu thì hai bên đã hòa nhau tỷ số 1-1. Set 3 Trọng giao bóng. Nó
4, 1. Hai, năm. Quá trình thăm dò là đến những cái giai đoạn tăng tốc, để thấy đòn đánh rất là dứt. 7, 2. Tám, bốn. Chín, bốn. Bốn, mười. Và 11, 4. Xếp đều. Không, hai. Không, ba. Không. Một, năm. Hai, năm. Ba, bảy. Quá. Lấy đi. Quả 50. Và 11, 6. Như vậy sau 4 set cây lâu đài Mikati 110 giữa Trương Hữu Trọng và Bùi Thiên Vũ, tỷ số đang là 2 đều sau 4 set cho hai bên. Set 5. Lỏng. Rồi. Ồ, ba đều. Quá. Wow.
4 5 Hai. Ơi. Bảy. Rất hay. Ơi, ơi. Quả giao bóng phải bằng mặt gai kiếm điểm khá nhiều trực tiếp từ trọng. Lộn lộn thôi, sai lầm. Là biết nó theo ai rồi đó. Hay quá. Ồ, một quả phòng thủ rất hay. Của... rõ ràng rất một pha chuẩn bị. Quá hay. Và như vậy wow 10-1-10. Đều phòng trọng nắm cho bóng trước 12 đều. Wow. Mười hai mười ba. Wow. 13 đều. Kịp thời 14-13. Wow. Ba phòng thủ rất tốt của Liên Vũ. Và như vậy là wow. Trời, một quả giật từ chữ Y. Chữ Y đường thẳng hay chữ Y à, còn đường chéo là chữ X. Bằng cái miệng giật xong đó. Giật cái hông vô cơ. Mà nếu có mấy thằng hết. Đỗ 10. Hai đều. Ơi. Mấy đứa bé duyên này vô. Bốn ba năm lớn rồi một đôi nữa.
3, 6. Này. 4. Đô. 6, 5. 5, 7. 7, 9. Rồi thôi anh em tập trung nha, tập trung rồi vô đừng là đừng gây rối. Không đều. Một đều. Một, hai. Hai đều. Ba, hai. Ôi. 43. 43. Dấu bóng trong 3 năm. 哦 đi vòng vòng làm nóng rồi chuẩn bị vô rồi hay quá hay quá sáu ồ hai quả giao bóng ăn trực tiếp sáu chín quá hay 10 7 và 11 7 trận đấu rất hay.